mai tôi quay các bạn những cái video này để cho mọi người thấy Việt Nam mình nó như thế nào. Đây là một con đường trong hẻm nhỏ phường 15 Mò Vấp. Không. Bạn thấy cái luận điệu tuyên truyền của mấy thằng là bá que á, nói là Việt Nam là nghèo đói, là lạc hậu, rồi đủ thứ cái chuyện mà xấu xa, đời sống nhân dân cùng cực khó khăn. Rồi các bạn tôi quay cho các bạn thấy một trong cái hẻm nhỏ này để xem á, cuộc sống của người Việt Nam có thật sự như mấy bá que nói không. Đây nhà cửa đây, để tôi quay cho người bạn đây. Đây là một trong cái hẻm nhỏ thôi các bạn ơi. Hẻm nhỏ này đấy, thấy cái nhà của người Việt Nam là nhà trong cái hẻm này các bạn. Không. Đấy, đứng lại cho các bạn coi. Mà cái này là đường sáng để đi qua cái đường này. Đó, thấy không? Thế mà nó nói là Việt Nam là nghèo đói, là hậu. Rồi chúng nó xuyên tạc về đất nước, trong khi cái bọn mà chúng nó ở cái thành phố Houston, cái làng Nghi Xuân, cái làng Đà Lạt của nó, nhà chúng nó như cái ổ chuột đó. Em thấy nhà của người Việt Nam không? Đó, thấy không? Thấy không? Đấy, đó, đứng lại coi này, đó. Đấy. Quay YouTube. Đó, bạn thấy không? Rồi dùng máy rồi. Bạn thấy là cái khu của người Việt Nam sống không? Cái khu phố nhỏ thôi đấy. Một con hẻm nhỏ mà ở Việt Nam đó. Ở Mò Vấp, ở phường 15 Mò Vấp này. Bạn thấy nhà của người dân không? Có ai có giống bọn bác que nói không? À. Giống như bọn nó nói ở hải ngoại là người Việt Nam là nghèo lắm, lạc hậu lắm không? Có ai chết đói, có ai bị đói không? Bạn thấy không? Mình quay không có chuyên nghiệp nên nó không có được gọi là... Nó hơi rung máy, nó rung máy, nó không có được nhiều như mấy YouTuber chuyên nghiệp. Mình quay khoảng một khoảng 5-10 phút thôi để cho mọi người thấy cái cuộc sống của người Việt Nam, cái khoảng đời thường nó như thế nào. Chúng mình phải quay cái biệt thự, cái khu, cái đô thị kiểu mẫu gì đấy. Tôi không muốn quay cái đấy, chỉ quay như vậy này để cho mọi người thấy để Việt Nam mình đời sống nhân dân người ta như thế nào, một so sánh cái cuộc sống của cái lũ bá que ở hải ngoại xem như thế nào. Bạn thấy không? Cái nhà cửa không? Trong hẻm nhỏ thôi đấy, là cái hẻm bình thường thôi đấy, rất là đời thường thôi đấy. Bạn thấy không? Nhất những người hải ngoại thấy thật sự người dân Việt Nam mình có nghèo không? Khổ, có cần những cái đồng tiền của các bạn gửi cái đấy gửi về không? Ừ. Nhà cửa họ thế này này, đấy, nhà cửa bình thường đây, đấy, là như thế này đấy. Không, người ta buôn bán này trong hẻm là như thế này đây, cái nhà cửa đây đấy, bạn thấy rồi đấy, nó khác hoàn toàn cái gì mà cái bọn que nó xuyên tạc, nó khác hoàn toàn. Trong cái cuộc sống của người Việt Nam nó tốt hơn được bọn bác que rất là nhiều. Bọn nó mơ ước cái ngôi nhà như ở đây không được, nó có đủ tiền nó mua ngôi nhà ở đây không? Tôi hỏi với mình que như vậy á. Thấy không? Đi ngang qua đây cho nó xuôi đường đấy. À, đúng giờ mình quay nó đi nó ngược sáng đấy, thấy không? Nhà cửa đấy, thấy không? Đấy, có khác hoàn toàn mình quen nó xuyên tạc, nó bị đặt nó xuyên tạc về bình thường Việt Nam. Đấy, nhà trong hẻm đây, cái hẻm này thấy cái nhà không? Cái hẻm nhỏ đây, đấy, nhà đây cũng hơi đẹp không? Đó.
Đây. Làm YouTube. Đó, bạn thấy không? Không, nó khác hoàn toàn cái gì mấy thằng bác que sọ lá nó xuyên tạc nói về Việt Nam, trong khi cái nợ của bọn nó tôi coi trong cái đi déo. Nhiều người thì thấy là tưởng tượng nổi như cái ổ chuột, đâu có được khang trang đẹp như Việt Nam, mà trong đây là khu này là khu bình thường nhất ở Việt Nam này, quả chưa có cái gì đặc biệt hết, có thể nói là cái quá bình thường, có nhiều khu còn đẹp hơn nữa. Tôi sẽ quay cho các bạn coi.